Xin chào các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ gặp lại bạn Skip này. Skip trong trận đấu duel 2.6 Chino. Mình muốn lấy thành rồng vàng vẫn ổn định hơn là thành ba mươi cộng chào cộng à. Thành rồng vàng lúc đầu đánh vẫn ổn định hơn. Ok thôi, để họ cộng đi. Ok cộng. Ok rồi, định đâm lại. Ok vậy chúng ta sẽ bán nhá, đưa ra hết văn gold transfer là mình sẽ được cộng thêm 3.700 đúng không? Ok đi. Ta sẽ xem là ta có gì đây. Có vẻ như là đây. Mình tưởng lại không có bút. Rồi, ok. Đánh tiền nhỉ. Con gì đây? Visa. Bánh chó với cả lấy hoặc cái chuồn chuồn thì cơ động mình thích hơn lên đi ra. May quá có một cục gỗ, mình lấy gỗ nhà có đủ, có khả năng có thêm chút gỗ. Quên ăn cái này, ăn cái xong đo thẳng đến đây ăn đây nhỉ. Hơi xấu chút nhưng không sao. Ăn cái thì mình có thể dùng hồi thành được. Cứ lên vịt đã, cứ yên tâm đã. Lại thành cover giữa mít rồi. Bây giờ rồi. Một chín năm. Mai về thành. Thì trả lời này thì phải mang hết quân đi rồi. Chuồn thì mang gì ngon. Chín và anh đây có đủ không nhỉ, xem nào. 1 2 3 4 đủ. Chỉ có một nước thì thả đưa con này về hơn, đưa về thành xong lấy speed cao từ con chuồn hơn. Hot con này, hot con này.
À, là anh con này à? Cay thật. Lại đánh con nợ này. Nó đánh con này cơ. Úi giời, gió luôn, ngon. Hấp dẫn. Hấp dẫn. Hấp dẫn. Con này đến đây, con này đến đây. Con này đến đây. Con này đến đây. 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 Ấy giả căng nhỉ. I have the wood rod. Cái gì mình chưa kịp đọc luôn ạ. Mình còn chưa kịp đọc chuyện gì xảy ra đây. Thôi đành phải cười chứ. Không kịp đọc chuyện gì xảy ra. Mình đang mải đánh không nhìn thấy vuốt vát cái gì là con đường xứng đáng với cái gì. Mình chỉ biết là con đường họ bảo cái gì mà con đường xứng đáng cái gì. Chưa kịp đọc. Vẫn bị dính à. Mình chỉ kịp nhìn thấy họ bảo cái gì mà xứng đáng không xứng đáng.
trăm. Không đủ rồi, đây mất 400, 300 rồi, không đủ. Rồi, tốt nhất là về. Cung đồng chấp nhận. Cung đồng kiểu gì mất quân. Xem nào. Cung đồng kiểu gì mất quân rồi. Bây giờ có gió rồi, cái nhiệm vụ còn lại chỉ là kiếm đất thôi. Mà mình không lên con lích với nhà vẫn 4 con lích. Ở đây 1, 2, 3, cộng quá ít. Cộng quá ít con lích. Cộng quá ít con lích. Hot market chịu rồi. Hot con này. Hot con này đánh bò. Nói chung là ba cái bóc này thì có đo, nhiều đo tính xuống đánh sau, di chuyển tới mất công. Đó mà con này thì quân áp cấp 2 thì đánh được. À quân này quân bắn cấp 3 chứ. Cấp 3, cấp 2 thì cấp 3. Không nên đùa với nó. Đây mua này không biết thế nào. Ấy chả đọc thế. Ôi rồi còn thế nữa. Ấy chả đau. Ôi tôi hỏng rồi. Tôi hỏng rồi. Phải đánh con này rồi. Nhục thế. Nhục thế. Chạy bộ thôi. Ê mình nhục nhục. Hai ngày nữa về đến thành cắm cái mỏ gỗ đã. Dây được luôn, mình hôm nay chạy một phát tại đây về đây thành này ngủ luôn nhá. Không lại bướng đánh con này. Đánh con này xong rồi thành ra lấy cái này đó lại không kịp.
thiếu lúc một nước ấy. Nếu mà đủ thì đi đây xuống đây cho đây. Từ đây 1 2 3 4 5 có khoảng 3 hơn 300 nước không hiểu. Nếu không ăn cục gỗ thì nó thì lại đủ. Nó dư tận 700. Trăm bao nhiêu? 500, khả năng ăn kịp cái này đấy. 500 khả năng ăn được đấy. Hot thôi, bỏ đi. Thì bỏ đi. Thôi mình lên lên chạy lên Glow Lake thấp quá. Mãi không lên Glow Lake này. Mãi không lên Glow Lake nó đánh khó. Tách con này. Sorry. Thì giờ đã chậm. Tại là con này cũng speed 4 như nhau. Ấy da, quân bắp. Đo 20, ok. Không đủ à? Đến đây thì chắc nó không phải thành đây rồi. Không phải thành đây rồi. 500 còn 200 không đủ. Tôi nhận thành cái này. Tập con này đang thiếu gỗ. Đến tiếp trên này mới đủ được. Được, tiền thì tiền. Lối thấp quá nhỉ, không nên gì được. Cái gì? Mm.
Bây giờ power lên 5. Trên đường đi mình không gặp mấy con cậu Nolik. Vampire ý tăng độc giáp không? Cái này cộng có mỗi 6 7 kiếm 7 giáp 2 không? Này khó ra mít được sớm rồi. 2 1 2 6 vẫn đang nhảy. Đánh cái này xem nào, đánh cái vịt này to đây. Xuống đây, vai xuống đây, vai xuống đây, kịp đánh vịt đâu. Ồ, có đất rồi mà. À, có đất rồi. Hot thì giờ nhỉ? Hot thì giờ nhỉ? Nghìn chín trăm Khiên kiếm này, khiên có khiên này rồi. À, thôi.
đằng nào mình phải mất con nhử mà. Đánh như thế thì cũng hợp lý rồi, chả cần gì phải đánh lại. Xem nào, bây giờ về thành nào? Thành này, bốc này, đây về thành này đi. Sleepy. Năm cũ à? Mai đập mấy cái bóc này nữa. Giờ này vẫn cũng chó nữa, chịu chết. Giờ này con trộm chó thì ai chơi? Chấp nhận thôi, đánh đích rồi. Chấp nhận thôi, đánh mấy con đấy thì mấy con bắn chả muốn mất quân tí nào nhưng vẫn phải mất thôi. Đánh ngay xong đánh cái thành giữ mít này luôn được. Hay đánh ngựa nhỉ? Ngựa thì speed cao hơn vịt nhưng không đánh nhử được. Kiếm đi, kiếm một con speed 7 đánh hoặc kể cả con. Thôi phải đây đánh luôn nhỉ? Nhưng mà mình về thành này rồi, thì thành này thì vậy. Rồi về kia lại mất một lần hồi thành nữa là 10 12, chúng ta còn 56 vẫn đủ. Về thằng này đánh ra đánh con ngựa luôn đi. Đó, phát xuống đêm chạy đánh luôn. Đánh trên này cũng được. Còn mình thấy cầu gió trên này, có khi mình đánh lên trên này trước đi. Thì, mở đây, gần thành đây có gì lấy cầu gió trên này hơn. Chiên. Ồ. Nó đến luôn ạ. Nó đến luôn ạ. 1 2 Rồi đánh chói phát là đi luôn à. Nhường đi.
Đánh không thấm luôn, sợ thật, đánh như mỗi đốt inox. Đánh đây. Xem nào, từ đã. Ghét tưởng lệnh của mấy ai à? Ôi hết blast hay sao mà mình đánh không còn. Đánh 12 con mà cung người đánh chỉ còn có. Này thì hú. Titan The Speed 11. Mới nói là hai thân là 13. 13 thì không tới con Titan được. Thôi lo kiếm cái khi ra lấy cái nhẫn cộng speed này. Ok.
What if our temple is a war? I hit my view mực sao? Ây da, tốn nhiều thế, mất nhiều thế. Ây da, căng đét nhỉ. Căng đét nhỉ. Căng đét nhỉ. Giờ lại chạy tiếp về kia. Mana ít quá, cái đánh tí là hết mana, đánh tí là hết mana, sợ thật. Không có. À đây có mũ cộng mana này. Hãy áp vịt lên cho đánh nhỉ. 10 nồi. Đánh mấy nhà xe cốp với vịt. In the world. Ủa, thì như là chán nhất ấy, kiểu như là chắc là lên cái một là lên cái skin tree đó nó xấu, hay là cái lên bóc người ta cũng xấu, nhưng mà tuần này người ta cũng chưa ra mid, có thể như thế, mình đoán là như vậy. Nên người ta đang chán, Evo trận này có thể người ta lên quá xấu. Lên ngựa thì đánh bóc này cũng hao nhiều, lên cung thì ổn, lên người lùn thì lại cầm đi đánh thì lại tướng lại speed chậm. Nói chung Evo mạnh khi mà nhặt được nhiều bóc cung, nếu mà cái nhặt được sớm khoảng được 3 bát cung thôi là có thể cuối tuần 2 là có thể đánh mid rồi. 2 tuần là có thể lấy được khoảng 40 con người lùn ở trong nhà, chúng ta up lên. Áp lên là 40 con chia đôi ra bo cung còn lại ngựa thì thí hết cho cung có đánh thì chẳng mấy mà được mít, cầm được mỗi cung rồi ra mít thì đánh ngon, ra cần bích kiếm được mấy cái bóc thôi.
tách người luôn ra kiếm được cái bắp và xong đánh hết người luôn, gọi lại cung với cả quân trong bắp vậy thì đỉnh. Trên lý thuyết là vậy nhưng thực tế thì nhiều khi là đen ấy, mà bóc cung hoặc là nhiều khi là đánh lũ lẫn như mình chẳng hạn. Tính một ly nhưng mà sai một ly đi một dặm, nhiều khi thế. Không nói hay nói dở thì cái gì cả, chiến thuật là cái hay nhưng mà quan trọng là cái game chiến thuật thì đòi hỏi có thời gian để tính toán kỹ. Nhiều khi đấu ranh ấy, cái thể loại game đấu ranh thì bao giờ nó cũng đặt nặng về cái thời gian lên để cho bằng game khác. Game này thực ra lúc đầu tiên thì để mà nói mà để trong thời gian ngắn như vậy thì nó không bao giờ là chất lượng được và hiệu quả được như là phản ánh được đúng cái trình độ đấy, mình nói thật. Có thể xuống đây lấy cái mũ thẳng cái mũ này luôn thì không phải đánh con hậu, hậu speed 9 nó cao hơn vịt, mà đánh cấm phản nó sẽ tập trung đánh vịt. Nói chung là mình sẽ phải đánh con mũ này, thì nếu mà nhìn có đây xem được mũ này đánh thì hay nhất. Con này là con gì đây, anh nhìn này khó nhìn thật, nó có đúng mảnh mảnh thân nha, nó đúng mảnh thân nhưng nó trông giống cũng kiểu như là con gì rất là to rồi không? Khả năng quân level 6, level 7. Rất là khó nhìn cái chỗ này. Không hiểu, hạt ma cây phải. Thế nhưng nếu mình không nhìn nhầm thì là con ma cây. À, xem nào. Không, ma cây nó nhọn ra tay ra đây. À, có ma cây cấp 2. Nếu ma cây cấp 2 thì là đúng rồi. Khả năng ma cây cấp 2. Khả năng ma cây cấp 2. Trăm hay chạy thẳng ra mít lấy thành mít luôn nhỉ. Về chạy 2 ngày là mình đến nơi mà. Nếu khi mình chạy 2 ngày là khả năng đến nơi ấy. 400 nhưng quan trọng là nếu có con canh giữa mít thì mình cũng khó. Thôi, chạy thẳng ra thành giữa mít thì thằng nào mất công chạy về đây ngủ một ngày thì. À, chạy thẳng ra thành giữa mít đi. Ô tôi hỏng rồi. Hỏng rồi, nó chạy lòng vòng này thì làm sao mà. Hỏng rồi, hỏng hỏng rồi. Hỏng rồi. Nó chạy lòng vòng này chịu à? Ui chạy ra đây, chạy đây. Ui thế phải mất 3 ngày ạ. Từ đây xuống đây. Phải mất 3 ngày rồi. Thôi không sao. 3 ngày lấy thành dưỡng biết còn hơn đo. Về đây ngủ, về đây là mất 1 ngày này. Ngủ xong ngày mai mới đo sang. Đo sang thì cũng đến đây. Đến đây là cùng. Bây giờ mình chạy thì ngày mai mình đến được đây luôn. Khoảng đến được khoảng này. Mình tưởng nó thẳng xuống thì nó chạy vòng sang bên phải, thì nó chạy vòng sang bên trái nó phải tầm này, tầm này thành giữa mít nó phải nằm tầm này đây, tầm này thì phải mất 3-2 ngày nữa mới đến được. Xấu thế, định đánh liều và lấy thành giữa mít luôn khi mọi đang kêu chán. Đang là 3 ngày của họ và cái mỏ anh nhỉ, ngày thứ 7 rồi. Thành cái mỏ này là đầu tuần sau có thêm con nữa, 2 con. Bên phòng 6 mình ở đấy được có 4 mỏ vịt à, một tuần cậu có 6 con. Đúng rồi, có mấy cái mỏ vịt này mình chưa lấy nữa. Nhưng mà đánh được đủ lực đánh là đánh luôn, nhưng loanh quanh đến mỏ vịt không hay. Thật ra là có cái này ở đây nên đánh mỏ vịt để dễ. Bây giờ con đang tập trung đánh mít rồi, cái lực đánh nha rất thấp, lực chạy họ thấp tương đương khoảng 2 lần đo và đang còn dừng rất là lâu. Cái hôm nay họ đánh ra bóc mít rồi. À đánh ra mít rồi. Mình nghĩ có lẽ thế. Chỉ số người ta cũng khá thấp so với bình thường. Nếu mà Ivor bình thường chỉ số kiếm giáp cao hơn chút xíu ở tầm này. Tầm này thì hơi thấp. Có thể là Ivor họ đang gặp khó. Mình thì định đang gặp khó về cái chuyện Knowledge quá chậm. Mãi ra đây mới lên được mấy Knowledge, chứ không thì không có đồ gì cộng Knowledge nhặt được. À con cung này bỏ lên. Mà thôi bây giờ cung kiếp gì. À cung để bắn con gì nhỉ, con level cao của thành con Siwit phải không nhỉ,
con level cao của thành cover đấy, đấy thành cover thành mới đến nỗi mình còn chưa nhớ hết tên được của mấy con. Đấy. Con này Oceanic, con cấp 2, à con cấp 1, up à, level 2, con này thì cấp xe, một thì gọi tên là cái quái gì. Ra đến giờ mình vẫn chưa nhớ hết thành cover. Những con hay dùng thì mình nhớ thôi. Và đây Seed, con level 2 này là con speed cao. Và level 1 thì có thể Storm Bird. Con Nyx với cả Nyx Warrior, con Hotspeed với Sisslepin là con hay dùng nhất. Con level 1 con hay dùng, lại con level 2, level 3 và level 4 thì khó nhớ. À con level 4 là con vừa rồi, level 5 thì khó nhớ. Là 5 con bắn à, mình chỉ nhớ tên level 1 hình như là Seawiss, cái thứ hai là gì? Pháp sư của biển à, Pirate cướp biển. Con này đang lãng mất 2 ngày nữa mới đến mid. Làm con này thì nếu chạy tiếp thì đến được đến tầm này. Tầm này. À không, ăn đây. Ăn đây, chỉ đến đây thôi. Chuyển tầm này thôi. Nói chung ngày kia lấy được thành mid. Ngủ một ngày nữa đủ món ăn. Hơi rắc rối nhưng thôi. Sau đấy đi kiếm đồ của nó lách luôn mới được. Pack con này có thể đánh lấy cái mũ này luôn. Đánh mất hết bọn này. Bọn này và bọn này nói chung là có vịt rồi thì tạm chưa cần thiết bọn kia lắm, thì lấy bóc sau. Bây giờ phải cần cầu lấy đi săn bóc, chứ không có lấy thì săn bóc rất là chậm. Sách gió chưa lấy ngay được, bởi vì nếu lấy sách gió thì mình sẽ mất rất nhiều thời gian. Nếu mà lấy con này thì mình phải chỉ chạy được đến tầm này thôi, quay lại cái đất này chỉ để ra đến đây thôi. Thế thì ngày thứ hai mình chạy được khoảng đến tầm này là hết cỡ. Nếu mà lấy cái vũ lấy này chắc chỉ chạy đến đây hết cỡ. Thì chắc chắn là mình lấy thành ngày kia thì không kịp được. Bây giờ chỉ có bay đo thôi. Con này cho vịt nó đập vào xong làm sao căng thế. Làm gì mà căng thế. Ngồi đấy mà búp. Ngồi đấy mà búp. Ôi ôi. Chín. Speed 10. Lên đây cưng. Chắc hỏi. Rồi. Rồi đúng theo đúng mình tính rồi. Nhưng bây giờ mình sẽ phải lấy cái mũ này. Cái này đây là thổi và con này thổi chết con này nhỉ. Ai chăm poi, hy vọng ngày kia lấy kịp thành. Chỗ này sợ không đủ chứ, sợ đi vòng vèo thêm vòng nữa thôi. Ôi ôi khó thế. Ôi ôi thế nó đánh thế thì chịu rồi, nó đánh thế thì chịu rồi. Nói thế chịu rồi. Hy vọng mai kịp về thành. Chứ không thì ăn cái thêm 5 power à, 5 clonex. Hy vọng mai kịp về thành. Xem mà từ đây ra đây 1.300 1.900 nữa 400 tương đương 18 ô di chuyển nữa. Mình tính là ở khoảng này thì khả năng là đủ. Không đủ thì thôi vỡ mồm.
Vì tầm đấy họ có thể ra mid rồi. Họ có thể ra gần thành mình rồi. Đấy, chỉ số tăng vụt lên 4 11 bây giờ 6 này, nó ăn được cái nhà công 2. 4 11 11 này. 4 11 thì hoàn cái nhà công 2 tất cả, hai chỉ số tất cả. À. Đánh kia lên được một level, thế khả năng ra mid rồi. Nhưng zombie thì chưa chắc đánh ngay nhà cộng 2, có thể là đánh zombie thôi. Ông về lấy quân xong rồi lấy tiếp với tạc cộng 2, có thể là mình đoán như vậy. Còn zombie mà để lấy được cái nhà cộng 2 giữ mid thì cũng khá là vất vả. Không phải lên thêm được một level nữa, chỉ số họ sẽ phải cao hơn bây giờ. Đánh xong con mid xong đánh con canh này, bình thường con canh này, con này là còn yếu ấy. Con canh mid là toàn những quân khủng, toàn quân level cao. Nhưng nhìn này, toàn quân level 5, 6, 7 điên lòi, thằng Pyrex level 2 canh này. Chán không? Nhìn chán nhỉ? Toàn quân level 5, 6, 7 chứ. Con này quân level 3. Nhưng canh mỗi nhà rồng thì không nói. Vậy, đa số toàn quân level cao. Đấy, con này level 3 này, lòi ra thằng level 2. Này còn chưa up. Chưa xây con nick à, con nét này lên up con thành con assist. Cái việc mà gây dựng cái nhân vật này có lẽ nó sẽ liên quan nhiều đến trong văn hóa Nga nhiều hơn, bởi vì mình nghe nói bản bút là bản bút của Nga, trong khi những cái nhân vật này thì thường là nó trong thần thoại Bắc Âu và Hy Lạp nó đều có, nhưng mà những nhân vật này thì nếu mà mình tìm hiểu thì không thấy trong thần thoại nói đến. Là đại khái của châu Âu, chung châu Âu thì thường sẽ không nói đến. Chắc là cái này có liên quan đến việc văn hóa của Nga nhiều hơn. Tất cả những sinh vật như này thì chắc chắn là bạn đã đừng nghe tên nó, là Basilic kìa, Lisa, hay là kể cả là Wyvern. Wyvern thì các bạn thấy rất nhiều, ví dụ trong Lord of the Ring thì ngay cả những con rồng mà được chúng nó cưỡi đều là Wyvern, chỉ có một con dragon là con gì à, Smaug là xếp vàng dragon, còn lại các con rồng mà bọn orc cưỡi đều là Wyvern hết. Ngay cả con Seaspan thì nó là chỉ có chuyện chung chung, hầu như ở nước lạ cũng có, nhưng mình cũng thùng luồng ấy. Nhưng mà con Aspid thì đặc biệt là mình không tìm thấy luôn. Ô thôi, hỏng rồi. See you. Where me? Thôi hỏng rồi. Hỏng rồi. Hot. Hỏng rồi tất cả, ôi rồi ôi, hỏng rồi đây, hỏng rồi, còn 186 chịu thiếu lại. Mình nghĩ là ở đây nó lại ra đây lệch đi một chút xíu rồi đã khác rồi. Ôi trời. Ê còn nói chuyện quái gì. Thôi nhặt cái áo đi. Xui thế, 4 ngày à? Lâu hơn cả mình nghĩ. Dở thế. Trận này thì vỡ mồm rồi. Nhận thành mít mất 4 ngày. Bình thường thì người ta chỉ mất khoảng 2 ngày thôi. Để đu ra mít thì chỉ số họ căng nhanh ngay rồi. Cho mít rồi. Quanh quanh lại bị vụt. Nước lão bị vụt khi mà khi hết mana nhục tất ấy. Mình không, các bạn là mình không nghĩ là vòng kiểu xấu này, vòng ra tận ngoài rìa này, để vòng ra sát rìa này bao giờ không? Thật sự không nghĩ là vòng xấu này. See you, có mắt đại web thôi. Thấy có lót mịt với cả cái đám phiêu phiêu kìa chứ chị. Nhìn chán thế mà thương cung của bắn cho thì vỡ rách hết cả mồm. Người 4 power họ ăn được đồ gì là ngon rồi, họ không kịp ra đây rồi. Nhưng mình có khả năng là phải thành ngủ cũng thành, yên tâm.
Nhục thật, thảo quân này thì nhục rồi. Xem mà. Được, tạm biệt đã. Speed 9. Đành phải thế vậy. Mana. Ngày mai ra đánh cái bóc về xong. Đừng quên Ngọc Phi ra đánh mình bây giờ. Không có VOE. Thử xem nó lấy VOE luôn không. Không thì quay lại đây để xích gió là gì. Xây gió ngay đây này. Không, đánh theo thứ tự đi. Đánh ra đây, ra đây. Hay ra đây để xích gió. Đánh lên đây, lên đây. À, quân ở đây rồi. Cơ bản là mình chưa có xích gió, ăn thôi, từ từ đã. Sao sợ đi đường này ra? Hài nhỉ, đường đấy ra. Không thích thì chơi luôn, sợ gì? Thích chơi thì chơi, sợ gì? Chơi chơi, sợ gì mà không chơi? Đo liệu lấy được không? Không lấy được. Ok. Vẫn kịp ăn cái này. Kịp lấy gió không? Ta còn 38 mana. Fly một lần và đo một lần. Đo một lần thì chúng ta đo ra đây, lấy sách này xong rồi thành được không? Đo ra đây. Đo ra đây. Không được rồi, nhìn kiểu này không đủ rồi. Xem mà, tính kỹ em vào. 15 20 27. Không đủ. Không đủ mấy cây. Không đủ mấy cây. Đó. Đánh cái này xong vòng mấy cái này xong về thành không kịp được. Không kịp được. Phải thành ngủ nữa chứ, mất nhiều thời gian tê.
có sách gió là mình chơi họ được luôn. Tôi không có sách gió là phải chạy về. Nhục thật. 500 600 thôi chấp nhận. Ôi vẫn đủ hồi thành. Ngon 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 ngon. Thế thì bye bye. Ở xong về thành kia để áp con này luôn nhỉ, quên. Mai chơi nhau rồi. Trướng cung thường con kia gặp hot vịt này tắt điện tắt nắng ngay. Vịt này lên đánh cho thì thôi. Nhưng mà kiến thật của bản kiến giác họ cũng cao hơn nữa. Lót con kia. Thế là cái wood thương cung và thương kia à, họ đang sắp xếp để cho mình không thể sửa xây họ. Người đường một bên, cung một bên. Tầm hai vịt này đánh thoải mái rồi. 60 vịt cung. Trừ khi 200 cung thì còn ngại chứ. Tầm hơn 100 cung, chắc chở chỉ còn hơn 100 cung thôi. Con người lùn kia mà nguy hiểm, hay có thể khi có khi 200 con. Tìm bóc về áp con này xít nữa. Cái giếng thành này để ngay đây, lấy được thành mít thì mình sẽ phải ăn giếng xong về thành này luôn. Quan trọng trong 2 ngày phải lấy thành mít. Đầu tiên là chúng ta di chuyển đây, đo sang đây ăn cái này. Sau đó chúng ta sẽ tiếp đo về đây. Không, hiện tại không có bóc của chúng ta đánh. Trong cái phạm vi chúng ta đi không có bóc chúng ta đánh rồi. Rất là khó. Họ có đi sang bên này à? Mình có thể sang bên này lấy titan không? Không thôi. Ấy! Đùa, quyển xích gió ngay trên này không lấy đi, vòng xuống đây ạ. Khổ thế. Nói hoán bóc này thôi. Bây giờ phải đi men theo bắc này. Ui ui, chỗ này thì không rộng, thôi nhất nhất đi sang bên này thì nhặt được mấy bóc ở bên này vậy. Con này có leader ship không? Có, hay là nhặt bóc này luôn nhỉ? Bóc này rồng canh. Ta to sang xuống đây xem chỗ lách có gì chẳng phải. Có phải cái bóc chỗ này nhỉ? Cả một khu này không có bóc mấy. À, kiếm cái thần này. Ngon, có cơ hội thay đổi kết quả trận đấu rồi. Đã kiếm cái thằng này thì ngon rồi. Tất cả đang đều đang hơn mình. Xem từ thành ngày ra còn gần hơn nhỉ. Từ ngày ra gần hơn
xin cái bóc đã. Ôi, phi lên rồi. Lại phi lên rồi. Thế mà không tới à, cay thế. Cay thế. Vậy cường không tách một con ra giữ chân lại là xong nhỉ. Bỏ mẹ cung thì giữ cái này. Ồ thế mà không đi à? Rồi. Lừa kiếm kiếm thiên thần nhưng mà không, khả năng không đủ, mana không đủ. Ra đây, chạy đây, chạy đây. Không đủ được. Chính là đánh con này cái con này hơn, đánh con này mai đo sang lấy cái này về thành luôn được. Đấy, khả năng cũng phải về thành rồi. Họ đâu à? Lên phép bị đam nào thì người ta tích rồi cũng được. Tối ngày mai đánh đi, đo như lấy cái này, như cái bóc này, xong về đây ngủ á. Xong xuống lấy thành dày vậy. Phải xuống đây ăn cái này. Đó ăn cái này. Xong đó tiếp xuống đây ăn cái này. Chạy ra gần mít. Ngày ăn cái này. Đó ăn cái này. Đánh đi vòng từ đường này sang đây ạ. Lấy khiên tần trước. Xong rồi lấy cái kiếm sau. Quan trọng là dình lấy lại được cái thành này. Lót con bắn rồi. Họ lấy bóc quần thư lập cao mình lấy toàn acid. Đen nếu chịu được. Thế giờ lấy được toàn acid thì lấy được mỗi con si serpent này. Họ toàn lấy con level cao này. Nhìn này. Sweet. 3 bóc của sweet rồi.
Một con lót, một con pack ba bóc rồi. Con kia bình thường là 20. Stormbird lót con thì ông bóc và lấy được lót rồi. Hai bóc thì phải là hot này. Bóc là 325 con rồi. Nếu mà hai bóc của nhà được hai bóc này thì lót đã là phải hot rồi. À đây đây, đây có lót này, đây gọi là hai bóc này. À, tranh thủ nhặt Nyx. Để có nhiều bóc chọn đánh tê. Tiên sư, mình hết mana ở chỗ này. Không có sách gió mà chưa dám đánh họ lúc đấy. Không xuống đây lấy cái mũ thì Canolic quá thấp. Chả xui thật. Chỗ mình chán cái mẹ gì. Sợ thật. Mũ thì là sáng. Nhưng mà trận này con tướng của mình lên Canolic quá chậm. Hầu như không lên được Canolic. Hết lực rồi. Chắc con lại ngủ thôi. Bây giờ mình hồi được mana mình ra đánh được họ luôn. Xẹt dây áo bầu áo titan ngay đây. Lũ sỏ chậu. Ồ hình như con tướng này chưa có, không có scouting hay sao, làm gì có chuyện nó không nhìn thấy cái mũ đâu nhỉ. Lúc nào phải đi đâu cơ, xong rồi họ mới quay đây nhìn thấy cái bóc này, họ mới đo ngược cái đây unbox này, chứ không phải từ đây đo thẳng ra đâu. Thế con tướng này của họ không có scouting nghi lắm. Ôi lót dòng à, lót dòng. Cái bóc kẻ có bỏ đánh không ấy, vấn đề đánh mất mấy chục con xong lại vương về áp con kia lên, về thành kia áp xong rồi chạy có phải hơn không nhỉ. Về thành này áp con kia lên, áp con này lên có phải hơn không, quên mất. Xem con nữa, áp con Siwit à, vẫn là lót đánh được ấy. Tầm này phải đánh luôn đi. Đấy, cái áo này đã đánh luôn rồi. Khiên cái áo đánh luôn rồi, chả cần kiếm. Nhưng mà vấn đề là mana. Mana hiện tại 140 thì có vẻ hơi đuối. Gian nơi cũng gần hết rồi. Gian nơi gần gãy mana. Ngay gọi ra lấy mũ rồi. À, đánh bóc tiếp. Mày đánh con này nữa. Chỗ hả? Lúc em mình lấy được nhưng mà họ ra đây rồi. Đen tiếp. Lấy được hai cái bóc vậy ta. Lại có cái bóc đâu nhỉ? Lúc em mình lấy bóc ở đâu đó gần đây nhỉ? Đây à? Hay đâu nhỉ? Thì lại bóc con SC. Bóc Nick nó khỏe tí thì vô tư. Nhưng về cơ bản là vẫn không sách gió. Quân đi sau. Nhìn theo Titan chưa? Nếu nhìn lên đánh thì chắc có rồi. Nó có scouting rồi. Còn nếu không lên đánh khả năng không có scouting. Nếu không có scouting nó chỉ tầm cái dừa thì lúc ấy họ chạy đi. À nhìn thấy rồi, thế có scouting rồi. Chết dở.
mình còn chỉ cần trông chờ mỗi điều xa thế, từ đây nhìn cảm giác nó xa, nhìn nó chán nhỉ. Đến tầm này là họ nhìn thấy khiên thiên thần này. Chứ họ chưa khiên thiên thần bởi vì cái power của họ khá thấp. Okay, power lúc ấy họ khá thấp, chắc chắn nó chưa khiên thiên thần. Chỉ số họ đang bù bù. Kiếm giáp, nói chung là chỉ số giờ coi như tương đương để áo power skin thì power skin cao nhiều rồi. Rồi xong, cung vàng luôn. Đo giấy thì thôi. Nên trông chờ mũi kiếm này thôi. Từ kiếm xa quá. Nào thôi đi xuống đi, đừng có đi lên. Xuống đi nào. Đứng lên trên này. Cứ ở thành giống mít họ đánh quanh vậy. Tự nhiên vào đất này cảm giác what, em đẩy vào đất này cảm giác thì con này có to hơn không? Cái gì cái kiếm cái khiên này rồi chơi họ được. Kiếm khiên này cũng tương đương với power tăng đến 10 đơn vị. Kiếm cộng 6 và khiên cộng 4. À kiếm cộng 5 chứ khiên cộng 4 là tăng 9 power. Mũi thiên thần này cộng 6. 9 power nữa mình có thể chơi ngang với họ. À họ đi về phía kia rồi. Có khi nhử mình đến. Láo lắm. Không được đâu. Vì cái này là trong tầm đánh được của họ này. Nếu lấy cái này mà hết mana là dở đấy. Bây giờ chỉ còn một cách là làm sao đứng cách kèm lần đo. Xong ngày mai mình đo vào cái này. Xong mình fly ở đây xong đo tiếp lên để ăn cái này. Đó là mình sẽ bớt được chạy bộ đến đây. Chạy bộ đến vị trí như tầm này. Tầm này. Tầm này thôi. Đi ăn cái này, ăn cái này. Lấy cái thành này. Chạy bộ ra một đoạn. Adon đi ăn cái này xong lại về thành này ngủ lấy bit mana. Ngày mai chạy bộ ra tầm này. Ăn được cái khiên xong rồi hồi thành. Hồi thành xong ngày mai tính cho ăn kiếm sau vậy. Thật ra mình ăn cái khiên này là mình đủ chơi họ rồi. Kiếm giáp với đủ cao rồi. Bỏ cái này đi. Đây cũng 6, 14. Thì còn 14. Kiếm cộng 4 tất cả là 14 với 18. 14, 18 là cũng chơi được. 18 mới chơi được. Con lực mình đang đông hơn. Hiện tại con lực mình đang đông hơn rồi. Còn con vịt nữa đấy thì con Seaspen này.
tướng có mỗi giáp thì phải thằng giáp lên nào. Được rồi, ngày mai có mấy cái bóc này được rồi, thế là cũng ổn, ấm bụng. Ăn bóc này, fly lên đây, fly tiếp lên đây, xong đo tiếp xuống đây. Nên là chờ dình dình ngày mai ăn cái này nữa, hái cái này nữa ngon. Cái dày nữa đây. Titan, nhưng nếu ăn mũ Titan mình sẽ chậm lấy mất cái này. Hay quan trọng phải lấy giành lại thành giữa mít nhanh. Vậy họ đánh mình. Khi mình lấy thành giữa mít có lẽ hai quân lực cũng tương cần như tương đương nhau. Nếu chỉ số nó mạnh hơn thì mới được. Từ mai bắt đầu phải để ý chỉ vị trí họ rồi. Đây, họ về thành ngày rồi, bây giờ là cơ hội của mình rồi. Ê, đừng có vội. Lại quên mang quân thôi mệt. Lại quên mang quân thôi mệt đấy. Và gì đấy? I keep forgetting. Tôi lại quên tôi trên Eno setting luôn. Xuyên thôi thật. Nghe em cuộc gọi và quên mất cái gì? Baston qua lượt á. Ấy dạ. Người mà như mana 107 mana được. Mai phải lai lên thành cái nhà Nix này. Phải ăn cái kia, ăn cái áo này nhỉ? Không, à, không nên ăn. Mà phải đo ăn đây ăn cái này, xong fly sang cái này. Đo tiếp để ăn cái này. Thế là xem nào, fly đo fly đủ. Phải ăn đây này. Đo ăn đây này. Ăn cái giày. Cái áo. Xong fly ra, từng đây tiếp. Xong rồi đo ăn đây, xong từ đây chạy thẳng đến cái giày. Về thành được, về thành này cho ngày mai đánh họ luôn. Hôm sau đánh họ luôn là được. Power 13 19, 25.
Đâu rồi? Có khi chuẩn bị đánh lên ấy. Lấy cái áo vào skin à? Có khi chuẩn bị đánh mình lên ấy. Cơ bản họ ra để họ lấy được cái thành mid. Mà trận đấy mình cứ lao vào đánh họ biết đâu thắng nhỉ. Về lấy thành cứ mid rồi tự nhiên mình yếu hẳn luôn. Thật ra cái sai lầm lớn nhất trận này là không nhìn thấy quyển sức gió trên này. Nếu từ thằng này nhìn thấy quyển sức gió trên này thì trận đấy mình đánh họ luôn được. Năm mấy vịt lúc họ đang yếu hơn, thế để họ giành được cái mid này, họ ăn được mấy cái bóc xung quanh đây thành mạnh hơn. Đây là không nhìn thấy quyển, lúc ấy không nhìn thấy quyển sức gió trên này mới cay. Màu trắng lẫn vào tuyết, thế là mình không để quá, không để ý. Ôi, bây giờ quân lực họ mạnh hơn là chắc rồi. Đánh thêm mấy cái bóc rồi. Xem này, bây giờ họ đang ngủ ở đâu? Họ đang ngủ ở ngoài. À. Lanh quanh đánh được luôn đấy chứ. Lanh quanh đánh được luôn đấy chứ. Slot rồi. Xem nào. Chấp nhận hy sinh con này đi. Để đánh cho nhanh. Sao nếu họ đánh mình ra thì đơn giản thôi, cắt protect for me vào mà lập nhau chay thôi. Nhưng nếu mana họ nhiều họ vẫn có thể gọi thần gió, mình thì cắt mana rồi nhưng phải liều thôi, liều ăn nhiều. Chứ giờ không liều thì mình không thắng được họ trận này. Hot thì họ mới còn khoảng hơn 150 con, khoảng 150 cung đồng. Lót con kia tách ra, ui hot con ấy luôn kìa, hot con siêu ích luôn kìa, khỏe thế. Chả bù cho mình gặp toàn con này shit, con con này ta cầu này ghép bà thì cũng được khoảng 150 con cũng được. Đến đây họ nhìn thấy đánh rồi ngay mà. Rồi, lấy kiếm thiên thần là mệt hết đấy. Speed 11, con này speed 12, ok. Nào, ra đây. Này gì? Ra đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đứng đây. Đứng ra đây. Này. Tầm này là phải đấm con này. Bảy ba ba. Ôi giời ơi, đánh này không được bao nhiêu cả. Đánh mẹ con này. Cung này. Speed 10 vừa đủ đánh cung đánh nó lại không được cung thẳng. À con quên mất,
Con này kỹ năng cắn hai lần thì cắn mẹ con này đẹp hơn nhờ. Ừ quên mất đấy. Vẫn xét dây, vẫn ngoan. Ôi, cái gì thế? Thế chịu rồi, 56 vịt. 56 vịt chất luôn ạ, 2.000 đam luôn ạ. 33, 12.000, 12.000 là nhân 1.800, tại sao thế nhỉ? Tại sao lại thế? Why? Kháng gió 75% mà diện dính là sao? Why? À tôi chết rồi. Oh no. Oh no. Cắt nhầm rồi. Oh no. Ôi ơi, cắt nhầm mẹ siêu chết tới rồi. Không sao, đánh cận chiến mình vẫn còn cách để lật lại được. Mình còn cơ hội lật lại. 28 vịt với cả con này cũng là cả một hành trình đấy. Vấn đề con này của nó khỏe quá. Cắt nhầm phép. Cắt nhầm phép, nhục thế chứ nhỉ. Nhục ơi là nhục. Nhục thật sự. Ôi thôi. Ơ thì cái bỏ đi, quan trọng gì đâu. Mình vẫn đi trước mà, chỉ cần giữ con này sống thôi. Nhục ơi là nhục, cắt nhầm phép. Ai xui thế. Xui ơi là xui. 12 con này đánh con này hết phản trước khi xong cho vịt đánh. Nhục thật sự luôn. Sao mình mê tiêu xô cái đám này. Bây giờ cũng chưa dám giật xét. Giật lằng nhằng nhằng lên quanh một thằng con của họ. Thế thôi. Trời ơi, thua cắt nhầm phép ạ. Xui thế. 58 vịt ở đấy. Ai, xui. Cái không nhận là xui thật. Cắt nhầm phép rồi. Xét dây, xong rồi. Xong rồi. Bây giờ mình đi sau mới cay. Con nick này, nick này người kháng phép không kháng được. Xui quá, cắt nhầm phép. Xui quá, cắt nhầm phép chứ không thắng rồi. Cắt nhầm phép, đen thật sự đen. Không còn gì để nói.